xe cộ đi qua lại vùng này trong cái thời điểm này rất là đông, cho nên là thường xuyên là xảy ra cái tình trạng là bị kẹt xe ở tại đây. Họ trang trí rất là đẹp, còn có con lạc đà này, tượng hai con lạc đà hai bên này, và mừng Chúa Giáng sinh rất là đẹp đúng không quý vị? Bên trong có một cái cây thông rất là to này. Đứng bên ngoài nhìn vô thì ở khu vực này có vẻ thoáng hơn nhà thờ hồi nãy. Đèn lung linh và đẹp tuyệt vời. Còn đây là một cây thông Noel mà to bự chả bá lửa luôn này. Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn sang với khu vực quận 8, ở ngay tại khu vực đường Phạm Thế Hiển. Và ở ngay tại nơi này thì chính là một xóm đạo, có thể nói là rất là lớn. Và trong những ngày vừa qua thì em cũng đã đi rất là nhiều nơi ở quanh quanh khu vực Sài Gòn để review cho tất cả quý anh chị và các bạn được xem cái không khí mà người dân chuẩn bị cho Noel và như thế nào. Nếu như mà quý anh chị nào mà chưa có xem những cái video em review thì hãy vô trong kênh và xem những cái video trước đấy nhé. Và cái địa điểm này ở đây thì chính là cái khu vực mà giáo xứ Bình An, một cái khu vực xóm đạo mà rất là lớn của Sài Gòn. Trong những cái ngày Noel như thế này thì người dân tại khu vực xóm đạo như này tổ chức rất là lớn. Như tất cả quý chị và các bạn thấy trước mắt thì người dân nơi này họ trang trí rất là lung linh và lộng lẫy. Đây là một xóm đạo mà người dân gần như là tất cả người dân ở đây đều theo đạo Thiên Chúa giáo hết. Và trên cái trục đường Phạm Thế Hiển như thế này thì rất là khác hơn so với những ngày bình thường. Đó là được thắp đèn sáng lên và người dân trang trí rất là đẹp, lộng lẫy. Buôn bán những các cái mặt hàng giống như là đồ trang trí Noel, rồi là quần áo của ông già Noel này, trái cây, những các cái quán ăn vỉa hè. Và khi mà di chuyển tới tới đây thì có thể nói là như là một khu chợ đêm vậy đó. Và tại cái khu vực mà Phạm Thế Hiển như thế này thì có thể nói là rất là xa so với trung tâm. Đi đến đây thì em đi cũng tương đối là xa. Nhưng mà được biết là nơi này là một xóm đạo rất là lớn và người dân tổ chức và trang trí rất là đẹp. Nên là em cũng đã cố gắng tới đây để cố gắng review cho quý chị và các bạn là được thấy được cái không khí của người dân ở tại nơi này nhé. Đây là nhà thờ Bình Thái này quý anh chị. Một nhà thờ rất là lớn. Họ trang trí rất là đẹp và hoành tráng. Ở bên trong và bên ngoài thì như chúng ta cũng thấy á, người dân tụ tập ở nơi này rất là đông. Xe cộ đi qua lại vùng này trong cái thời điểm này rất là đông, cho nên là thường xuyên là xảy ra cái tình trạng là bị kẹt xe ở tại đây. Giờ này khi mà em tới đây để em review cho quý anh chị thì cũng đã là khoảng 9 giờ rồi, nên là cái lưu lượng xe qua lại cũng không còn nhiều lắm nữa. Xin lỗi tất cả các anh chị và các bạn này. Trong ngày hôm nay thì em bị tịt mũi, cho nên là thành ra là trong người đang muốn bệnh nên giọng nó cũng hơi 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 khó chịu một tí. Mong quý chị thông cảm nhé.
À, bây giờ thì em xin phép được đi sang để vô hành phía bên trong khu nhà thờ này để review cho tất cả quý anh chị và các bạn được thấy rõ nhé. Họ trang trí rất là đẹp. Còn có con lạc đà này, tượng hai con lạc đà hai bên này. Và mừng Chúa Giáng sinh trang trí rất là đẹp và lộng lẫy. Vẫn như thường lệ thôi. Đó là hình ảnh hang đá. Hình ảnh hang đá này quý anh chị. Hình ảnh mà trang trí rất là quen thuộc ông già Noel. Những hình ảnh trang trí rất là quen thuộc của người dân xóm đạo. Và ở đây chính là một nhà thờ rất là lớn. Có thể nói là người dân theo đạo thì họ rất là tin tưởng vào Chúa. Nên là họ chào đón những các cái ngày như thế này là một ngày lễ lớn ở trong năm. Ngày Noel chính là ngày mà Chúa sinh ra đời đó. Cho nên là họ tổ chức, chúng ta cảm nhận thấy như là một cái ngày mà lễ sinh nhật của chúng ta vậy đó. Thì được những người thân, bạn bè, những người yêu mến chúng ta tổ chức và mừng rỡ trong cái ngày này của chúng ta. Thì đây cũng chính như là một ngày sinh nhật của Chúa vậy đó. Cho nên là thành ra là người dân mà họ theo đạo thì họ tổ chức rất là lớn. Và họ đầu tư rất là quy củ, quy mô. Đây là phía bên trong nhà thờ. Và giờ này thì cũng đã họ cũng đã tổ chức cái buổi truyền giáo xong rồi. Trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là những giáo dân ở tại khu vực này. Họ tới đây để họ làm lễ. Và chúng ta cũng nhìn thấy được là ở đây thì có rất là nhiều những em học sinh còn rất là nhỏ tuổi ở đây. Và tất cả thì là đều đi vô bên trong nhà thờ để cùng học thuyết pháp của đạo Thiên Chúa. Từ thuyết pháp thì không biết là có đúng hay không, tại vì em là theo đạo Phật cho nên là em nghĩ là cái từ này cũng chưa chắc chính xác lắm. Rất là đông giáo dân ở ngay tại nơi này. Ở ngay phía đằng sau như này thì quý anh chị cũng đã thấy phía đằng sau của nhà thờ này là rất là nhiều những ngôi nhà của dân họ ở quanh đây. Và ở ngay tại đây chính là một nhà thờ rất là lớn nha. Với mỗi một nhà thờ thì đều là một cái trung tâm để cho những giáo dân tụ họp với nhau trong những ngày Chúa Nhật, chính là ngày Chủ Nhật cuối tuần. Và đặc biệt hơn bao giờ hết chính là ngày lễ Noel và ngày Tết Dương Lịch. Trang trí mọi thứ, một điều mà chúng ta đâu đâu chúng ta cũng thấy đó là chính là cây thông Noel. Đây là một cái sân khấu nhỏ nhỏ, có thể là để tổ chức một cái buổi văn nghệ gì đấy dành cho các em thiếu nhi chẳng hạn. Được trang trí rất là đẹp này. Ngày Chúa sinh ra đời. Mừng ngày Chúa sinh ra đời. Một mùa Giáng sinh an lành. Đó là những các câu chúc mà rất là quen thuộc của những người theo đạo đều chúc cho nhau. Và kể cả như là những người mà ngoại đạo thì
nghe những cái cấu trúc như thế này cũng rất là quen thuộc. Trang trí này rất là nhiều cái lạc đà này, những các cái tượng nhỏ nhìn rất là dễ thương. Hang đá, hang đá thì tất cả mọi nơi đều trang trí bằng những các cái vải bạt á, vải bạt, và người ta uốn lên nhìn cũng rất là giống với cái hang đá, rất là giống đá, trang trí rất là đẹp. Phía bên tường bên phải này thì trang trí này hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Bên trong này thì lại một khu nữa này, họ cũng trang trí rất là nhiều, có nước chảy đẹp này, đây là một cái khu vực mà tập trung rất là nhiều giáo dân. Và trong cái ngày hôm nay mà em được bước chân tới đây để quay được cái clip review này cho tất cả quý anh chị và các bạn được thấy, thì đây cũng là một cái niềm may mắn của em khi mà được bước chân tới đất của Chúa. Được chiêm ngưỡng những hình ảnh cũng như là những cái sự trang trí của giáo dân ở đây rất là đẹp và lung linh. Trẻ em ở quanh đây thì giờ này cũng vui chơi ở quanh đây, và có thể thấy là họ trang trí rất là cầu kỳ nha quý anh chị nha, vô cùng là cầu kỳ. Cây thông Noel quá là đẹp, và ở đây chính là cái tháp chuông. Cũng đã đi được một vòng và bây giờ thì em sẽ tiếp tục quay trở ra để review tiếp cho quý chị và các bạn được thấy nhé. Chúng ta đều thấy là người dân di chuyển qua cái khu vực như thế này rất là đông này, những các cái đồ chơi hay là những các cái đồ để trang trí họ bày bán ra rất là nhiều ở hai bên đường. Và rõ ràng là cái ngày lễ lớn như thế này thì một ngày cái lễ mà dành cho những người theo đạo Thiên Chúa giáo, họ hưởng ứng rất là vui và sôi động. Quanh những cái khu vực như thế này thì cũng tổ chức rất là nhiều cái chương trình ca nhạc hát về Chúa. Bên đây cũng là một nơi để thờ này quý anh chị này. Đây là tượng của Đức Mẹ Maria nha, rất là đẹp, trang trí cây cối ở đây rất là đẹp này. Em sẽ quay để cho tất cả chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Sẽ thật là uổng biết bao nếu như mà những các cái ngày lễ Noel mà người dân trang trí trang hoàng đẹp đẽ và lộng lẫy như này mà chúng ta không có được đi coi thì cũng thật là đáng tiếc. Nên là may mắn một điều là em cũng vừa được đi coi như này và vừa được review cho tất cả quý anh chị và các bạn được xem. Một đoạn đường rất là dài, họ trang trí Noel và thắp sáng đèn ở quanh cái khu vực như thế này, rất là vui. Nhà của những ai ở đây kể cả như là không có theo đạo đi chăng nữa thì cũng có thể nói là cũng rất là vui.
chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để nhìn ngắm trên con đường này nhá. Bày bán ra rất là nhiều này, như một cái khu vực chợ đêm luôn. Và đến đây em tưởng tượng như là mình đang đi tới chợ đêm Đà Lạt vậy đó. Và thời tiết cũng hơi se se lạnh một xíu xíu nha, mát thì đúng hơn. Thời tiết của Sài Gòn có thể nói là rất là đẹp. Trong cái thời điểm này thì ở rất là nhiều nơi nước ngoài hay là ở ngoài Bắc, và những người khách du lịch ở nước ngoài ở vùng xứ lạnh thì thời điểm này chính là một cái thời điểm để mà du khách tới đây để du lịch rất là nhiều. Tại vì thời điểm này thì cái không khí và thời tiết ở Sài Gòn có thể nói là rất là đẹp, rất là thích thú, thời tiết mát mẻ. Và ở đây thì họ bày bán giày này, sale rất là nhiều, sale rất là cao nhé. Họ trang trí đẹp này. Đây là những cửa hàng nha quý anh chị nha. Cửa hàng họ cũng trang trí rất là lộng lẫy trong cái ngày này, bưởi này. Ở đây có cả một cái thác nước luôn này. Họ đầu tư ra hẳn một cái thác nước luôn này, có thể nói là rất là hoành tráng nhé. Cái thông Noel này ở trong cái mỗi tiệm ở tiệm cửa hàng ở trong này thì cũng trang trí rất là đẹp. Tiệm trái cây, và đặc biệt là trong cái đợt này thì ở đường họ thắp sáng lên rất là lộng lẫy này, nên thành ra là có những các cái hàng quán bán ở đây, bán vỉa hè ở đây rất là giống với chợ đêm. Một đám tiệc, biết là ở phía khu vực của tất cả quý anh chị thì đón Noel như thế nào. Và đây là chúng ta lại tới họ lại trang trí tiếp này. Khắp nơi, đâu đâu cũng thế, đèn nháy, đèn led lung linh và rất là đẹp này, sáng bừng lên cả một vùng rất là đẹp đẽ, đèn nháy. Ta cùng đi chơi lên phía trên tiếp theo nha. Trong cái ngày hôm nay em sẽ review hết cả một đoạn đường này cho tất cả quý anh chị và các bạn được chiêm ngưỡng, được thấy về cái không khí Noel ở xóm Đạo, quận 8, Phạm Thế Hiển như thế nào nhé. Có những cái cây họ đều gắn lên những cái đèn sáng này. Vịt nướng, há cảo, đồ ăn vặt rất là nhiều ở đây nhỉ, cá mép, vân vân và vân vân, rất là đa dạng và phong phú. Những tín đồ mà thích ăn uống ăn vặt á, mà ra đây thì cũng rất là vui này. Cái văn hóa của người Việt của chúng ta một phần cũng không thể thiếu được, đó chính là cái văn hóa mà vỉa hè, những cái văn hóa ẩm thực vỉa hè mà ở nước ngoài thì không có được đa dạng và phong phú như ở Việt Nam mình, nhất là đối với những các cái khu vực mà chợ đêm cũng như là khu vực tụ tập đông người thì đều có những các cái vỉa hè để họ mở ra những các cái quán ăn. Và điểm tiếp theo của chúng ta tới lại là một
nhà thờ nữa. Và trong thời gian tới thì Sài Gòn của chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều những khu phố ẩm thực rất là đa dạng phong phú. Nó sẽ không có dừng lại ở cái việc mà một vài nơi như bên quận 4 thì có đường Vĩnh Khánh, nay đã được đặt lên làm khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Và thời gian sắp tới thì sẽ mở thêm khu phố Nguyễn Thượng Hiền thành một khu đường mà ẩm thực. Đây chính là nhà thờ Giáo xứ Bình An. Rất là đẹp đúng không quý vị? Bên trong có một cái cây thông rất là to này. Đứng bên ngoài nhìn vô thì ở khu vực này có vẻ thoáng hơn nhà thờ hồi nãy. Nãy là nhà thờ Bình Thái. Đây chúng ta sẽ sang tới khu vực nhà thờ Bình An này. Bình Thái và Bình An cũng ở gần nhau. Quanh đây là còn rất là nhiều nhà thờ khác nữa nha quý anh chị nha. Nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên là em không có thể nào mà review hết được cho tất cả quý anh chị và các bạn được thấy. Nên em sẽ review trên cái con đường mà họ tổ chức cái buổi mà trang trí như này thôi. Nhất là với khu trung tâm. Đây chính là khu trung tâm của xóm đạo này. Nhà thờ Bình An và nhà thờ Bình Thái. Và ngay sau đây thì em vô bên trong khu nhà thờ Bình An để review cho quý anh chị và các bạn thấy nhé. Một dãy các cái cây thông Noel ở phía bên trên này, đèn lung linh và đẹp tuyệt vời. Còn đây là một cây thông Noel mà to bự chả bá lửa luôn này. Và tiếp theo lại là hang đá đẹp lung linh, sắc màu tuyệt vời của những cái ngày mà Chúa sinh ra đời như thế này. Rất là thích thú đúng không ạ? Người dân quanh khu vực họ tới đây để cùng chiêm ngưỡng và vui chơi ở đây, mừng Chúa Giáng sinh. Đẹp quá. Phía bên trên là một sân khấu tổ chức ca nhạc cho giáo dân ở đây. Và ngày hôm nay thì sẽ có những các cái chương trình văn nghệ. Ở trên cái cầu gỗ này họ trang trí và họ vẽ là nhìn rất là thú vị này. Những hang đá rất là đẹp. Vinh danh Thiên Chúa. Bây giờ thì em sẽ quay trở ngược ra để di chuyển tiếp mà tới khu vực khác nhé. Review cho tất cả chúng ta được nhìn thấy thôi. Tránh cho cái thời lượng của video nó quá là dài. Sẽ làm cho tất cả quý anh chị và các bạn sẽ mất thời gian. Tại vì là quý anh chị và các bạn sẽ còn có công việc của mình nữa. Không có thể nào mà xem quá lâu một video được. Người dân tụ tập ở đây rất là đông này quý anh chị này. Hai bên đường chúng ta thấy là nhà dân là họ trang trí đẹp như thế nào.
cái đặc điểm mà chúng ta thấy là chủ yếu là đèn đèn LED này sáng lung linh và rực rỡ cả một vùng luôn. Chúng ta di chuyển tiếp nha. Cái kè nhà dân kìa, họ cũng trang trí lên rất là nhiều đèn này. Và qua cái ngày lễ Noel thì sẽ tiếp theo tới ngày cuối năm, ngày Tết Dương Lịch, trước khi mà bước chân tới trước khi mà bước chân sang năm mới 2023. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh, những không khí của một năm 2022. Và video tới đây thì em xin phép được tạm dừng. Tới đây thì cũng hết rồi. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.